Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm qua và sáng nay, không khí lạnh đã tràn xuống, khiến cho thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có sự chuyển biến. Trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gió có hướng Đông Bắc mạnh cấp 2 cho đến cấp 3. Do không khí lạnh nén rãnh thấp xuống sát khu vực phía Đông Bắc Bộ, cho nên trong ngày hôm nay sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Riêng các tỉnh ven biển và khu vực Nam Đồng Bằng sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 25 tháng 10. Vừa giảm nhiệt do mưa, vừa giảm nhiệt do không khí lạnh. Vì thế nhiệt độ sáng nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đã giảm nhanh xuống mức từ 17 cho đến 19 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ giảm xuống dưới mức 23 độ. Đến trưa chiều nay, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực cũng chỉ nhích nhẹ lên một vài độ. Ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ duy trì ở mức thấp từ 24 cho đến 25 độ, trời lạnh. Còn ở khu vực Trung Du và đồng bằng, nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 29 độ. Lui xuống Trung Bộ, ngày hôm nay thời tiết các tỉnh thành miền Trung cũng có sự chuyển biến. Gió Đông Bắc tràn xuống kết hợp với địa hình đón gió của dải Trường Sơn, cho nên trong sáng nay ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa. Đến trưa và chiều thì vùng mưa sẽ mở rộng xuống cả khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình, cường độ đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Và từ chiều tối nay thì cả khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa ở mức độ rải rác. Do có mưa cho nên nền nhiệt độ các tỉnh phía Bắc miền Trung trong ngày cũng khá thấp, chỉ trong khoảng từ 25 cho đến 29 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao hơn một chút, từ 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực phía Nam đèo Hải Vân bao gồm các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại đây trời không mưa và có nắng, vì thế nhiệt độ vẫn cao ở ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ. Trở vào phía Nam, do vị trí nằm gần rãnh thấp xích đạo cho nên khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ như là Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre trở xuống đến Cà Mau, Kiên Giang sẽ có mưa rào và dông, tập trung chủ yếu về chiều tối, cục bộ vẫn có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ cũng như là khu vực vùng cao Tây Nguyên nằm xa rãnh thấp gây mưa hơn nên chỉ có mưa lác đác ở một vài nơi, ban ngày trời nắng. Nên nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên vẫn phổ biến ở mức từ 29 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, từ ngày mai 25 tháng 10, cường độ gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Còn khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 biển động, các tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên vùng biển này. Còn tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, mặc dù gió Đông Bắc đến Đông có cường độ chỉ khoảng cấp 3 cho đến cấp 4, nhưng lại có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn hạn chế và khả năng có lốc xoáy, gió giật trong cơn dông gây mất an toàn cho tàu thuyền trên khu vực. Như vậy là trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh miền Bắc và khu vực phía Bắc đèo Hải Vân sẽ có mưa dông, nhiệt độ giảm. Vì thế quý vị và các bạn cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.